Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh vải của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản, Sony. Và con này sẽ có tên model là SDR600, đời dòng âm ly receiver. Đây anh em thấy là đài của dòng sản phẩm này phát sáng đèn vàng, phải nói là cực kỳ là đẹp và bắt mắt. Đây là một trong những dòng sản phẩm ở phân khúc giá rẻ nha anh em. Đây là một dòng cổ thôi, mà con này là hàng mà mình tuyển lựa nó cực kỳ là kỹ, hình thức còn rất là mới và keng nha anh em. Tầm trên 90%. Con này nó sẽ có mặt phay nôm màu vàng, rất là chất nha mà. Đây cái nút chức năng trong sản phẩm bao gồm mọi nút nguồn, bass, chép, ba lăng, volume và đặc biệt có cả loa nét anh em. Còn đây là cổng mà em để tín hiệu nghe nhạc anh em. Còn bên đây là cái nút để anh em chơi phono, một đĩa thang, FM, bà em và đài. Còn đây là lúc đó anh em cài đài radio cho anh em. Đài cái này bắt sóng thì nó là cực kỳ tốt anh em ạ. Đây mời em cùng xem qua về bên dòng sản phẩm này. Đây, sau dòng sản phẩm này. Đây dòng đây chúng ta sẽ đến với tem dòng sản phẩm này trước nha anh em. Đây, Sony Stereo Receiver model là SDR600. Đây cái này là điện 100V, công suất là 60W. Cái này hàng là chính hãng là Made in Japan nha anh em. Ở bên đây là các cổng mà em lấy tín hiệu nghe nhạc và cổng mà em lấy cắm dây loa nha anh em. Đây là hai cổng mà em cắm dây loa. Còn đây là hai cái cổng mà anh em lấy tín hiệu nghe nhạc nha anh em. Cổng là cổng test, em cần nhấn test ở phía trước để lấy tín hiệu nghe nhạc. Còn đây là cổng mà anh em cắm dây loa. Còn này đặc biệt là nó chơi dây loa qua đầu AV nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của âm ly Sony SDR600 và nó là đẹp xuất sắc luôn nha mà. Con này trang bị chúng ta một tăng phô cũng còn vàng óng ánh. Đây anh em xem cái mặt dưới của dòng sản phẩm này cũng còn lung linh, bảy sắc cầu vồng, bản mạch của nó còn rất là đẹp, mới keng sà beng nha anh em. Và đặc biệt thì con này nó trang bị ta một con sò STK lớn nha anh em. Đây là dòng sò mà mình thấy sử dụng trên rất là nhiều dòng sản phẩm đến từ Sony. Thật ra chất âm của nó rất là uy lực đấy mà. Anh em chơi với loa tầm bass 30 đổ xuống thì để đánh chất âm chi tiết và hay nhất có thể. Và thôi không dài dòng nữa, mình vào ngay bài test chất âm của Sony SDR600. Mời em. Điều khuya sao trời lấp lánh, đêm nay anh đưa em về, mắt em sáng chiếu lòng lành. Đêm nay khi em đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi, tôi về đến nước lẻ loi. Bây giờ thì Nhật sẽ test luôn vào đài radio của sản phẩm. Đây,
Đài radio thì mình sẽ mở tép nha anh em, tép là nút nghe nhạc. Đài radio là nút FM. Đây, mở anh em. Đó, phải thêm cam sạch đẹp. Lát thì không có bỏ 17 nông thôn mới. À, nó không có điểm dừng. Toàn thể đảng viên trong chi ủy chi bộ là tuyên truyền vận động ở trong ấp giữ vững cái danh hiệu và đạt cao hơn nữa. Đây, nói chung mọi chức năng từ nghe nhạc với nghe đài radio đều hoạt động rất là tốt. Có ngày đánh tiếng tôi ra mình đang chơi với cặp loa của piano nha anh em. Đây, đặc cột SK100 Bass 20 3 đường tiếng. Con này tái tạo là chất âm nghe rất là cực kỳ xuất sắc anh em ạ. Đặc biệt là giải bass của con này nghe rất là rộng, sâu. Anh em mà thích nhập sản phẩm mà chơi bass lực thì anh em chọn con này cực kỳ phù hợp nha anh em. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhiệpaudio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của nhiệpaudio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ nhiệpaudio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye.